Đây là hoa của cây bằng lăng nước nha các bạn. Cái điểm nổi bật nhất của cây bằng lăng nước đó là cái hoa đó các bạn. Cái hoa nó có một cái màu tím rất là đẹp nha. Thường thì trên cây bằng lăng nước thì nó sẽ có hai màu á, một màu tím trắng và một màu tím rất là đậm nha. Cái clip trước mình có chia sẻ với các bạn một cái clip về cây bằng lăng xẻ các bạn, thì cái điểm khác biệt giữa hai cây bằng lăng này thì nó cũng có một cái điểm khác biệt nhỏ nha các bạn. Đó là cái cây bằng lăng nước á, thì cái mặt độ hoa của nó trên một cái chùm hoa nó thưa hơn nha. Còn bạn thấy chùm hoa trên cây bằng lăng xẻ nó cái mặt độ hoa nó rất là dày đặc nha các bạn. Do là cái cánh của nó là nó dày ha các bạn. Còn trên cây bằng lăng này á, thì cái cánh của nó là nó thưa hơn. Thì đa số thì cây bằng lăng này nó sẽ có 5 cánh nha các bạn. Còn một cái đặc điểm khác là trên cây bằng lăng nước thì nó sẽ có quả nha. Cái quả giống như quả nhãn. Thì cái lần đầu tiên mà các bạn chưa thấy cái bằng lăng nước thì các bạn nhìn thấy giống như cái các bạn nói là chắc chắn là cái quả nhãn đó nha. Nó nhìn nó giống, rất là giống. Thì cây bằng lăng nước thì nó sẽ thích nghi với cái điều kiện nước các bạn. Đa số thì nó sẽ mọc ở bờ kênh rạch nha. Cây này thì bây giờ được người ta rất là chuộng, được trồng dùng làm cây cảnh hoặc là dùng trong trồng theo vỉa hè các bạn. Do nó vừa có hoa đẹp và vừa có thể tạo bóng mát rất là tốt nha. Đây là một cây bằng lăng mình làm clip thì nó cũng chưa có hoa nhiều nha. Có một số cây bằng lăng thì nó sẽ gieo hoa là rất là dày đặc luôn. Ở đây thì cái cây bằng lăng được người ta bứng lên, người ta trồng dạng như trồng cây bonsai các bạn. Bonsai dạng to, gốc rất là cổ thụ. Thì cây bằng lăng thì nói chung thì trồng cũng dễ các bạn. Đa số thì mình sử dụng cái hạt đó nha. Cái hạt nó thì mình trồng khoảng 1-2 năm nó sẽ ra hoa nha. Còn mình nếu mà trồng làm cây cảnh thì bạn bằng cách chiết cành thì nó sẽ ra hoa sớm, nhưng mà nó cái gốc của nó không có đẹp. Đa số người dân trồng cây bằng lăng nước thì người ta chọn cách là đi bứng các bạn, đi bứng trong tự nhiên thì nó sẽ có cái gốc lớn và đẹp, hoa nó sẽ nhiều hơn. Cái cây bằng lăng mà có hoa màu trắng các bạn, trắng tím nhạt các bạn, thì cái lá của nó sẽ nhỏ hơn nha. Cái clip sau mình sẽ cố gắng làm một cái clip về cây bằng lăng có cái màu trắng nhạt. Ở đây thì mình chưa thấy cái quả đó nha, do cái cây bằng lăng này nó chỉ mới có chỗ vài cái chùm hoa thôi, chưa có quả. Thường thì cái quả bằng lăng thì nó sẽ có 4 hoặc là 5 cái hạt ở trong bên trong quả các bạn. Ở đây là một cái quả nó khô nha. Nó khô nó sẽ bung ra như thế này các bạn. Bung như thế này nó sẽ rụng hạt xuống. Thì cặp bờ sông thì nó sẽ trôi theo dòng nước nha. Ở đây con chú bọ ruồng các bạn.